Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Dofam Ing. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Dofam Ing cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Đô Pham Inger Natchi Chondroitin Sunfat Fosantiamin e Riboflavin Butyrat Inositol Nicotinamide Pyridoxin HCL Canxi Pantothenat Cyanocobalamin dạng bào chế viên nén công dụng và chỉ định hỗ trợ điều trị triệu chứng cho bệnh nhân gặp tình trạng viêm dây thần kinh ngoại biên viêm đa dây thần kinh do rượu các dạng viêm khớp đau lưng đau cơ đau khớp đau cứng bàn tay bàn chân hỗ trợ giúp bổ sung các vitamin nhóm b với các trường hợp cơ thể mệt mỏi phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú hỗ trợ điều trị bệnh tê phù beriberi bệnh pelagra hỗ trợ giúp làm giảm nhức mỏi mắt, khô mắt, đau mắt đỏ dị ứng và do giảm chất nhầy. Cách dùng Sản phẩm dùng xúc miệng Liều dùng Liều dùng điều trị cho bệnh nhân người lớn và trẻ em trên 8 tuổi, mỗi lần uống một viên, chia làm 2 lần trong ngày. Chống chỉ định Không dùng cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng để đạt hiệu quả điều trị cao nhất có thể bệnh nhân nên sử dụng thuốc theo đúng liều đã được quy định. Không được tự ý điều chỉnh liều để đẩy nhanh thời gian trị bệnh khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ điều trị. Để xa tầm với của trẻ em, tránh việc trẻ có khả năng uống phải sản phẩm mà không hay biết. Bệnh nhân không tự ý dừng sản phẩm mà phải xin ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi ngưng sử dụng sản phẩm. Kiểm tra hạn dùng của sản phẩm trước khi bệnh nhân dùng sản phẩm. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh, Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Dofam Inger, đồng thời biết cách sử dụng Dofam Inger, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham